Nhật thống không phải bộ ba không phải, mà đây là niềm vui của cho đồ trộm vặt. À, ơn Chúa. Roll for your đồ em chỉ định hit ạ. À. Ông ấy roll cho đồ nhưng không ra cho đồ á. Nên unlucky. Bi của mấy ông bán máu này ngon lắm. Có thời gian cho mình ra đồ. Và clip 10 game không ra đồ. Lần trước chơi cái này 10 round liên tiếp không ra đồ. Vãi cả nồi. Tôi cũng không hiểu nhân phẩm gì nữa. Ra đồ. Một chiếc cung vào mồm. Sao mình lại có đôi Manzaha này? Tại tôi đang không muốn trùng bài với ông ấy. Vẫn không có, thằng này không có. Nó sắp đầu hàng ấy. Tôi cùng giữ Manzaha làm gì á? Manzaha vẫn mạnh mà, bài này chơi Manzaha ok mà. Kèo rồi đúng không? Okay. Cản tôi không phải khởi đầu cung nên tôi không lo lắm. Tôi là khởi đầu găng mà, găng đánh phép sao đâu. Để thêm cái cung nữa mới tuyệt vọng à. Để thêm cái cung nữa thì đánh Na carry à. Na quyền năng huyết kiếm vô cực à. Chưa có con Na nào đánh Na carry chất vậy nào. Nó ra nước mắt này. Trời. Mà lobby này hơi nhiều mao ra. Thật ra mình có thể đánh Ahri. Đánh Ahri. Không vấn đề. Cứ để Manzaha 2 thôi, đánh Ahri cũng được, đánh Ahri Lulu. Xong đánh lấy đồ đèn người thôi. Trời ơi, sợ chưa? Nhân phẩm lúc mà nó đã chạy về đấy. 3 trên 4 nhá, 75% nhá. Và sau cái này nó không bao giờ ra nữa, không có chủ đấy nhỉ. Cổ vũ không cổ vũ, suốt ngày chù 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 cay thật đấy. Không bị mất máu nhiều là được rồi. Thế cho đồ trộm vặt này sợ nhất là mất máu rồi. Cảm giác đồ gì hợp lý là mình cứ lắp liên tục ấy. Lắp để mình giữ máu ấy. Thì về sau mình sẽ chơi được rồi. Chúng ta quên mất rồi. Tích để cái này vào mo đấy. Đẩy máu thôi, cho đồ trộm vặt đánh đẩy máu thôi. Trộm vặt mà cộng với Pandora nghe sợ nhỉ. Má, thích đồ gì xào đồ đấy ạ. Trộm vặt chơi lên xạ cũng được. Nhưng mà tôi không có lên xạ mấy bạn ít. Rồi lại thêm một đồ nữa, nhờ ơn. À, quả nhân phẩm chạy Naruto mà. Nói thì không tin. Lắp luôn. Trộm vặt này mà nó đỏ, đánh nó kinh lắm các bạn. Đánh nó lăn cầu tuyết. Bên kia làm sao mà gượng được. Tại vì các bạn có đồ sớm mà. Cứ có đồ lắp, đồ lắp, đồ lắp. Người ta không lắp được đồ nhiều như mình. Tại vì mình không sợ xấu đồ ấy, bởi vì mình nhiều đồ quá, sao xấu được. Cái hack này mà đỏ thì mạnh lắm luôn ấy. Kể cả đen thì nó cũng không yếu. À, đỏ thì nó mạnh lắm.
Thật ra cái đẹp nhất bây giờ là khiên cổ ngữ. Khiên cổ ngữ chạy full pháp sư luôn, xong. Rồi lại một đồ nữa nhá. Nhơn. Là chắn tầm xa thì xếp hơi bị đần. Chắc là sức sống mới được và mình tin là mình đủ trâu. Châm ngôn đơn giản. Có là lắp. Có là lắp mà. Không, không bao giờ tiếc đồ. Nhà nhiều đồ mà. Có là múc. Nhân phẩm chạy điện là đỏ, chạy đỏ. Thua đi này. Nhà này có cái ấy mạnh quá. Hay quá nhờ, giết được con đấy khi thắng. Ôi, bu 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 bu. Yes. Búp ở đây là đời đi. Bách. Đó. Mình tự làm mình đau tim luôn chứ không chỉ làm đối thủ đau tim. Tao biết bỏ do đồ á, thì thường thường là các tộc hệ cũ bị bỏ hết, làm gì có chuyện được giữ lại nữa các bạn. Mùa sau là mùa 7 mà, có phải là 6.5 hay 6.77 đâu, trời ơi, mùa 7 mà. Thì chả bỏ gì. Lại đồ nữa. Đấy. Bỏ ra roll nhiều quá, là mình roll tí đi. Quân. Phát đâu nhỉ? Phát. Chắc đánh quay pháp sư tôi nghĩ là đủ rồi. Đánh quay pháp sư, đánh quay cái chuỗi thắng của mình là ấm lắm rồi. Lô tiếp. Lô. À, mình roll một chút đi. Người đánh cùng lobby làm sao theo được. 7 trên 10 à? Đấy. 7 trên 10 mà cứ có đồ là lắp, cứ có đồ là lắp. Đấy là bằng hai cái hashtag túi trang bị còn gì đúng không? Nó 8 đâu. Điên à? Nhân phẩm chạy Naruto à? Không cho người ta cơ hội thở luôn này. Hũ 11 à? Hũ 11 cũng hơi kinh. Không biết mình ăn được không này. Mình cũng mạnh mà. Tiễn đâu phải đi sớm thì tốt. Xong à? Hũ 11 gặp đúng mình. Chắc là vẫn thua nhà này nhỉ? Tại chuột 3 mà. Chả biết đủ đam không. Tôi không biết là đủ rồi, chuột 3 mẹ. Chả sao cả, thua đi thôi. Tôi xếp với nhà chuột đấy nhẹ nhẹ rồi nhưng mà không làm gì được. Năm tiền này. Giật mình tưởng cộng 1 nữa thì lại bá đạo quá. Zippo. Nhưng mà mình cứ ra gì mình đánh đấy là được mà. Tại bài mình nó nhiều đồ quá là chỉ số nó cao hơn người khác rồi. Tỷ đồ vẫn thua nhà chuột thì tôi bảo bài chuột lỗi mà các bạn. Bài chuột bây giờ chỉ là
sợ Ronden thôi. Thêm một đồ nhá, thêm một đồ và chúng ta ấp trứng. Trận này thì không có ý kiến gì, 87 máu rồi không ấp thì trận nào ấp. Có nên roll không nhỉ? Ấp trứng thì mình nên roll đấy. Vì mình cần mạnh một chút để không bị nát quá. Nó bị nhiều phép đi giữ con ấy ngon hơn. Vách 3 không có được. Nhiều Seraphine, bỏ nhiều Seraphine quá. Thiếu hụt rồi, đấy là không có thời gian lắm. Thật ra thì chưa chắc mình đã roll, nhưng mà tại vì mình có trứng nên mình lại phải roll ấy. Nếu tôi lấy một hack để đánh nhau ấy thì tôi sẽ không roll đâu. Nhưng mà tôi lấy trứng thì tôi lại phải roll ấy. À, cho gắt 3 bit ấy, đây là đột biến gì ấy. Hút máu toàn phần à. Đừng bảo con Ari này vẫn ăn được cho gắt chứ, một chiêu nữa, nhờn. Nhà này cũng ấp trứng mà. Nhưng mà này mạo hiểm quá không ta. 32 máu mà nó dám ấp trứng kìa. Mo này. À, con này chưa cần vội. Lọc bị này không ai chơi Ire à. Thật ra tôi có thể làm Soji cho Victor ấy, mà cảm giác là ba đồ búp hẳn luôn ấy, nó sẽ mắc binh hơn ấy. Xong đợi tí nữa đồ Victor là cái khác vậy, tại vì ba đồ búp thế này thôi là Victor nó cũng đã khỏe lắm rồi. Mình chấp một hack kim cương mình vẫn thắng, mà Ari một vai nổi các bạn. Thật ra mình đã có hack kim cương của mình rồi, chính là do đồ trộm vặt. Ari ra thôi. Cùng hack tech nhưng mà hai số phận khác nhau. Nhà mình rổ đồ. Chắc cần Lulu 3 rồi. Lulu 2 là đủ win. Chắc là bán hết mấy con này đi thì lên cấp đi. Ari 2 là đủ rồi. Lấy trứng mà vẫn cháy à? Thế đấy. Thế nó bị ác chứ. TFT nó ảo lắm các bạn, nhiều lúc bạn đỏ quá nó thế. Theo logic làm gì có chuyện được cháy khi lấy trứng. Thắng được 1-2 round đã là nhiều rồi, lại còn đòi cháy nữa thì hơi ảo. Ây, đen quá, chắc là mất cháy rồi. Tại phần này ăn choáng của Zyra. Lấy cái crit thôi các bạn. 160% sức mạnh thuật cơ mà. Chỉ cần crit được thôi là xong à. 64 à. Lên cấp đi. Đây, vừa chiếu đây, có thông đạo đây. Hy vọng là đủ sức để đép nhà chuột. Ari chỉ chiêu vào đầu chuột rồi. Chuột né được chiêu của Ari luôn chứ, giỏi đấy. Ảo rồi đấy. Mình vẫn thua. Nhưng mà nó cũng biết điều gì sắp đến mà. Làm Ari thế. 11/18 à, 10/18 à. Thì nó bắt đầu cân bằng lại thôi các bạn. Cái chuyện nó cân bằng lại là chuyện rất là bình thường. Tại vì các bạn không thể may mắn mãi được. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể đỏ tiếp được, nhưng mà
về lâu về dài thì nó vẫn phải tiệm cận với cả 40% thôi. Đấy là lý do mà tôi bảo là kiểu đánh giải TFT cũng thế mà. Đánh nhiều trận thì mới biết được, đánh ít trận quá nó vẫn là hên xui là chính à. À, thời khắc nở trứng. Ui giời, lại còn 3 đồ nữa. Ok. Đồ cho Victor thôi, có gì đâu. Trận này Ariba luôn à. Victor full đồ thì cần gì nữa nào. Mình bỏ mất một con Ari, hai con Ari thì đấy nhá. Nhà chuột này vẫn thua nhà mình này, sợ không? Tôi không xếp bài với nó luôn đấy. Tưởng tượng bây giờ mà tôi xếp bài với nó thì chắc là thôi ha. Ấu Ari. What? Just give me Ari 3 and... I'm out. Zinkai! Why? Nồi game gì đây? Game gì đây? Dùng nhân phẩm của một năm à? Không được ra đồ nữa. Nhưng mà thế thôi là đủ rồi mà. 10 trên 22 là về 40% mà. Nhưng mà các bạn cũng hiểu mà, quan trọng nhất là cái 10 round đầu tiên mình đã đè được người ta rồi. Với cả cái tiềm năng của hack này nó đã là vô hạn rồi mà. Kể cả 10 trên 22 40%, nhưng mà nó là bao nhiêu đồ? Nó là 10 mảnh đồ. Làm gì có hack nào cho 10 mảnh đồ các bạn. Chả cần ô thần tượng đâu các bạn. Ori mạnh hơn à. 40% thì trong một trận khó có thể nở ra được 10 đồ á. Có, nếu mà trận đấy kéo dài. Quan trọng là 10 đồ lúc đầu nó giúp các bạn win trick, các bạn có máu có tiền. 10 đồ lúc sau thì nó không có nhiều giá trị nữa mà, đúng không? 10 đồ lúc các bạn còn một hit máu bạn chết luôn thì nói làm gì. Đỏ quá. Cái đoạn này nhá, mình vẫn giữ nhưng mà nó không ra một đồ nào nữa luôn ấy. Ảo ra đấy. Roll Ori 2 à. Roll gì chả thế các bạn. Tầm này không nghĩ nó chịu được một trưởng của team tôi chắc. Chỉ cần con Victor trưởng một cái là chết hết. Mấy con một sao này có bao nhiêu máu đâu. Kể cả lên... À xin lỗi, một tiền nhá. Kể cả lên 3 sao cũng chỉ có 1400 máu à. Một kẻ chết hết à. Mà Victor nó cũng trâu đến mức 2285 mà không chết được nữa luôn à. Chị